Một dòng xe được thiết kế theo xu hướng classic, vừa nhỏ gọn và thiết kế lại nhẹ nữa. Và đặc biệt là giá thành của em xe này cũng ở mức giá tầm trung thôi, phù hợp với những cái anh sinh viên này, hoặc là các bạn đang đi học, hoặc là các chú muốn tậu một em xe đi uống cà phê nhỏ gọn, thì chiếc xe GDHU 110 là một lựa chọn tuyệt vời cho anh em nhé. Hiện tại thì dòng xe này được thiết kế ở phần đèn trước cực kỳ cổ điển luôn, vẫn sử dụng đèn halogen nha, và có cái xi nhan ở hai bên như hình trái ớt cực kỳ to luôn. Và bên cửa hàng em Trôm đang có mức giá bán em xe này với giá là 38 triệu đồng. Các bạn mua xe có hỗ trợ trả góp luôn nha. Bạn trả trước cho em Trôm từ 5 triệu đồng trở lên. Và hồ sơ thủ tục chỉ cần căn cước công dân và chứng minh nhân dân thôi nha. Cửa hàng em Trôm có nhận ship xe toàn quốc, nên là nếu các bạn ở xa, các bạn quan tâm tới những cái mẫu xe như này thì alo cho em Trôm nha. Số điện thoại có ghi phía dưới góc màn hình. Thiết kế nhỏ gọn của em xe này nhưng mà bình xăng thì cực kỳ rộng luôn các bạn. Đây, bình xăng của em xe này các bạn đi phượt mà đổ đầy bình xăng thì có thể chạy cực kỳ ok luôn nha. Mức tiêu hao nhiên liệu của em xe này chỉ rơi vào khoảng 2,3 lít trên 100 km nha. Rồi, yên xe thì được nối dài từ phần bình xăng tới phần đuôi xe luôn nha, cực kỳ dài và thoải mái luôn. Các bạn đi hai người các bạn có thể cột thêm đồ ở phía sau nữa nha. Đây, đây là cái chỗ mở khóa xăng các bạn ạ, mở khóa bình xăng nha. Rồi, mặt đồng hồ của em xe này thì cực kỳ cổ điển luôn, tròn, nhỏ, thể hiện những cái thông số cần thiết cho mọi người nha. Khóa của em xe này cũng là khóa thường thôi, và có những cái nút công tắc phổ biến trên những cái dòng xe cổ điển cho mọi người nha. Bên cửa hàng em Trôm có địa chỉ nằm tại quốc lộ 13, khu phố 6, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Các bạn mua xe tới trực tiếp địa chỉ cửa hàng hoặc là alo qua số điện thoại của em Trôm 0325333789. Tới cửa hàng nói có liên hệ trực tiếp với em Trôm sẽ được hỗ trợ chi phí xăng xe đi lại lên tới 1 triệu đồng. Nhớ nha, các bạn tới cửa hàng alo em Trôm hoặc có liên hệ em Trôm thì được hỗ trợ chi phí xăng xe. Rồi, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Xin chào.